Đứng ở đây đó các bạn, mà ong nó cứ vo ve mình thấy mình cũng hơi sợ, tại vì cái hoa phía sau lưng mình đó, nó nở quá chừng nhiều bông luôn, cho nên ong bướm nó rủ nhau bay về đây làm cho mình cũng thấy sợ. Và để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, chúng ta sẽ nghe chia sẻ rất là hay của những anh chị trong cuộc muốn tìm một nửa yêu thương của mình. Và Quý Quỳnh cũng xin chân thành cảm ơn rất là nhiều trong thời gian qua, rất là nhiều những anh chị yêu thương và ủng hộ Quý Quỳnh. Mong rằng trong thời gian tới sẽ nhận được nhiều hơn sự yêu thương và đồng hành cùng quý vị khán giả và quý vị khách mời. Nào Quý Quỳnh mời cả nhà chúng ta cùng nghe chia sẻ tâm sự rất là dễ thương của những anh chị tham gia chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nhé. Em chào chị ha. Chị chào em. Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Ok, thank you em. Chị có thể cho em biết chị tên gì và chị chào cộng đồng ha. Chị là tên Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1968, quê quán là tại Tây Ninh. Dạ. Hiện tại chị đang làm công việc gì? Năm năm rồi chị làm bên ở nước ngoài, bên nước Quét á, rồi chị mới về Việt Nam nay được mấy ngày rồi. Chị qua bên đó làm gì bên đó? Chị qua bên đó chị nấu cơm cho người ta. Chị qua được bao lâu? Chị qua được gần 5 năm. Chị thấy cuộc sống bên đó như thế nào? Có khác ở Việt Nam nhiều không? Cuộc sống ở bên đó quá tuyệt vời em. Người ta giàu có lắm, như kiểu người ta quý trọng những người mà các nước đến đó. Vậy đó hả? Là mình lao động được hết 5 năm là mình phải về hả? Sao mình không xin gia hạn thêm được hả chị? Không phải em, tự vì nhà giờ cứ kêu thôi đi về đi, giờ tình trạng gia đình vậy, ông xã cũng vậy rồi, thôi giờ đi về nhà đi rồi gần con gần cái rồi. Chị lui ra một phân, chị đừng xét quá rồi. Chị ngồi cái vọng. Đừng có xét, xét là bị xấu. Rồi ông xã chị gì, làng xóm ông xã chị cái chị nói là ông xã chị có vấn đề gì? Thì con nhớ là ông xã không có gì nhỏ, nay 4 năm rồi. Ồ, vậy đó. Bây giờ con cái thì không người chăm sóc gì đó, thì gia đình kêu tôi đi về đi, biết yêu thiếu yêu đủ tôi đi về đi, có mẹ có con thì chồng nó con cái rồi. Chị được mấy bé? Chị được hai cháu, cháu lớn 29 tuổi của vợ, có thằng cháu nội 3 tuổi rưỡi rồi, còn một thằng nữa thì 26 tuổi, chưa có vợ. Rồi sau khi về Việt Nam thì chị có làm việc gì không hay là chị không có làm? Chị cũng chưa dự tính đó em, chị tính có thể là xuống mấy cái nhà hàng Ấn Độ hoặc là Dubai hoặc là ở Rập Xê Út, mấy cái nhà hàng Trung Đông mà ở gần nhất nhiều, xuống có để coi công việc làm sao thế mà thuận lợi hoặc lương phù hợp thì chị làm. Thì chị ở bên đó nói chung là các món ăn ở bên Trung Đông là chị nấu nướng được hết mà. Giỏi vậy đó. Làm bánh pizza, bánh pate, rồi bánh bông lan, rồi nấu cơm, làm đồ ăn, ví dụ như sốt ba macaroni này kia, nói chung là những món ăn Trung Đông người ta lấp tay, nhưng mà người ta ăn món gì thì người ta kêu mình làm món ấy, nói chung là 5 năm thì mình quá là thành thục rồi. Chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của chị là nói chung là nó sống, chị sống nội tâm dữ lắm, mà tâm chị rất là ngay thẳng, thật thà, thẳng thắn. Ví dụ như đồng nghiệp mà làm chung cũng vậy, nó ví dụ cái gì mà làm không đúng thì chị làm chứ không phải kêu họ làm, nhưng mà chị làm xong mà chị nói là
là có nghĩa là chị nói lần này chị làm là mấy chị coi, lần sau mấy chị làm chứ không phải là tôi làm suốt. Rồi cái ưu điểm nữa là rất là nhanh nhẹn, hoạt bát, lần lẽ thông minh lắm. Chứ em nghĩ thì từ Việt Nam mà qua tới nước ngoài mà một thứ tiếng không biết, nhưng mà đối với chị thì giờ qua 4 năm là tiếng Philippines nè, Sri Lanka nè, Nepal nè, Dubai nè, Saudi nè, Kuwait nè, nói chung là chị giao tiếp cũng tâm được hết luôn. Vậy hỏi như vậy đó hả? Ừ, mà chị qua đó là mấy tháng đầu, nói chung mấy tháng đầu chị cũng đâu có biết đâu. Người ta nói cái gì chị không biết, thậm chí là những người người ta làm cũ á, người ta làm bị hư đồ á. Cái tới hồi mà ta đổ thừa cho chị cũng đâu có biết đâu, biết khóc không. Sau này cái cũng ráng học hỏi, cũng như cứ mỗi buổi tối người ta nói cái gì đó mình lên nằm suy nghĩ. Cái mình mới nghĩ ra là bắt đầu mình học từ từ, cái khoảng tháng thứ tư, tháng thứ năm là để như ok luôn, không có ai mà đổ thừa cái gì cho chị hết luôn á. Giỏi ha, giờ biết nhiều thứ tiếng như bộ. Chỗ chị ở là người ta, người chủ tiếp nhiều loại khách lắm hả, hoặc là người chủ biết nhiều thứ tiếng hả? Dạ, chủ của nó là gặp dòng người Kuwait mà nó mới nói là các nước đến. Người thì ba người đàn ông thì chạy xe tài xế đưa đứa học sinh đi học với lại gia đình người ta đi đâu đó. Ba người thanh niên Philippines nữa thì đi coi chân cầu, chân 300 con cầu. Rồi còn 12 người nữa thì hai người nấu cơm, chị với nhỏ Philippines nấu cơm. Còn bao nhiêu á là coi em, rồi giặt quần áo, rồi dọn phòng, nói chung là làm này làm kia. Nhưng mà hai người nấu cơm. Nhà chắc đông người lắm hả? Nhà ông em có hai vợ là con là cũng đã đông rồi, thì còn nào em gái, em trai gì, cháu chắc gì ở chung một nhà lắm hả? Em nghe nói là mấy người phụ nữ bên đó là người ta không có làm gì hết hả chị, người ta chỉ xăm thôi hả? Không có đâu chị, không có đâu em, ta làm dữ lắm. Có nghĩa là vậy nè, bởi nghe nói không, như em mà nghe chị nói là chính xác 100%. Là có nghĩa là này, ví dụ như đàn bà mà có công ăn chuyện làm á, thì cái làm tiền riêng đó đó, muốn đi du lịch nước này nước kia hay muốn sắm sửa cái gì thì tùy. Còn hàng tháng là ông chồng vẫn cấp cho mỗi người cái thẻ tiền xài. Con cái vợ chồng là chứ người vợ là tháng nào cũng cấp thẻ cho xài hết. Còn ví dụ như người nào mà muốn xài nhiều thì tự đi làm kiếm tiền xài. Nói chung là vậy đó. Còn ông nào mà thích cưới hai vợ, ba vợ, bốn vợ thì cũng được hết, nhưng mà xin miễn là phải có cái tài chính lo đủ cho những bà sau này, hoặc là những đứa con sau này nó chào đời. Vậy hả? Rồi một cái phong tục của nó nữa là chỉ qua hai năm sau, hai năm đầu chị không biết, hai năm sau chị mới khám phá ra, có nghĩa là chị em con bằng gì lấy nhau cũng được nè. Con cô con cậu lấy nhau cũng được này, chỉ có một là con chú một bác là không có lấy nhau được. Vậy đó. Mà chỉ có hai năm chị mới biết được cái phong tục của người ta cái điều đó đó nha. Còn lúc trước là chị không biết. Dạ. Thoải mái, sống nó tôn trọng những người các nước khác đến như lắm. Chị nghĩ khuyết điểm của chị là gì? Nhược điểm, ưu điểm của chị cũng nhiều, mà khuyết điểm của chị thì chị thấy khuyết điểm thì chị chả có cái gì đâu. Khuyết điểm của chị nói chung là mình đàn bà mà mẹ giác của một cô mà cũng ráng bơi lắm chảy thôi, chứ thấy khuyết điểm chị cũng chả có gì. Đối nhân xử thế thì nói chung là bên chồng hay là ngoài xã hội chị hay là đồng nghiệp bạn bè làm chung đều ok. Rồi bây giờ nếu mà chị muốn tìm người bạn cho chị muốn người đó như thế nào? Sao từ chị nó cũng nói thiệt luôn, cái chàng chị muốn sớm, nhà có năm anh em đùm bọc quyên bảo lẫn nhau, là sống trong tình thương đùm bọc gia đình, rất là thương thương tình cảm những cái người lớn tuổi. Mà ý chị muốn là nếu có một anh nào mà nhà có mà càng có cha mẹ già chị càng thích. Em biết sao không, nếu như có cha mẹ già là cũng thuận tiện cho hai vợ chồng như lắm. Thứ nhất là một là sau khi những cái giờ tan công sở có thể giữ chân người chồng được, là nhanh nhanh đi về nhà phụ vợ, lo cho cha mẹ già, cái thứ nhất.
Cái thứ hai là nhiều khi vợ chồng có nóng nảy khi lộn khi nào thì, nhưng mà dù gì chăng nữa có cha mẹ thì tất cả đều đều phải là dằn xuống để giữ gìn phục tốt gia đình. Theo chị nghĩ là coi những anh nào mà coi được cái clip này, nhà có cha mẹ già là chị rất thích dù những người gia đình có cha mẹ già vậy đó. Biết sao chị, thì cha mẹ mất hết rồi cho nên giờ chị cũng muốn là chị sau này có một cái vợ giai nào đó có chỗ nương tựa thì sẽ coi những người cha mẹ của những người đó là cũng như cha mẹ mình thì có thể mình có hiểu. Chị có nghĩ là anh ấy độ tuổi khoảng bao nhiêu không? Chị nghĩ thì tuổi chị năm mấy rồi thì bây giờ thí dụ như cỡ ngang lứa chị hoặc là ví dụ như tập đầu ý hợp là nhiều khi ăn ít tuổi hơn vài tuổi thì em mà chấp nhận thì chị cũng ok gì thôi. Nếu mà trên chị nhiều tuổi là khoảng bao nhiêu tuổi? Tự nhiên em ơi, ví dụ như giờ chị nói cũng không biết, ví dụ giờ nói chung là bây giờ chị cũng cần một thời gian, từ con cái chị nó cũng trưởng thành hết rồi, đứa nào cũng trưởng thành hết rồi, lo cho gia đình, lo cho gia đình không, giờ mình cũng nên kiếm một chỗ nào cho nó thì tuổi nào đối với chị nó cũng không quan trọng, em quan trọng là mình có thương hay không, hay là có chân thành hay không, rộng lượng tha thứ hay không thôi, chứ không theo chị nghĩ tuổi tác nó không thành vấn đề của em. Rồi chị coi video của em hay là ai giới thiệu chị xem? Chị xem video của em hay là ai giới thiệu chị xem video của em? Chị từ cái năm mà chị qua bên bên Kuwait chị đi hợp tác lao động á, chị buồn cái chị mở lên chị coi từ cái hồi mà 036 còn từ cái thời mà chị Phương Linh tới bây giờ luôn là 1.200 mấy chục luôn, nên chị theo dõi suốt luôn, mà chị không có biết sử dụng máy, rồi chị mới điện về Việt Nam nhờ nhà cháu, mấy nhờ nhà cháu nó làm qua thì nó mới điện qua cho em, để nó mới điện qua nói chị ơi bây giờ nếu mà phỏng vấn thì phỏng vấn chị cái số điện thoại của gì chứ không con là thì mình làm không có được, thì nói vậy tôi ok coi để chị về đi rồi chị mua cái sim Việt Nam gì đăng em đưa đi chị anh chị nói cái nó nói dài vậy thôi, rồi bắt đầu chị mới về là chị mới gắn số điện thoại Việt Nam chị mới điện cho em đó. Rồi chị coi nhiều như vậy rồi chị có mến anh nào trên kênh của em không? Nói ra thì nhiều khi mắc cỡ, nhưng mà nhiều khi nói ra thì em cũng cũng coi anh ở Na Uy cũng có, thì anh Thiên Na Uy cũng có, rồi mấy anh sau chị cũng có ghi tên, nhưng mà có cái anh gần nhất ở đây là anh nói các anh cái số mà 1229 gì đó ha, như nhà cũng có cha mẹ già, cái thứ nhất anh hầu là anh cũng có thích là cũng yêu cá, nói chung chị cá hay lắm, cô lên rồi anh là nhạc dài nhạc này thì chị cay lắm, cái này áo dài là mặc đẹp cực kỳ luôn rồi cũng duyên dáng lắm ạ. Tiếc là chị về Việt Nam cái tóc ngắn, không mà hôm mà nước ngoài tóc chị dài cái lưng áo á, cái về Việt Nam thì ai cũng lấy để tóc dài chi cho nó mệt, cái tự nhiên con cháu mẹ ra chặt chặt cắt cục lúc đó tóc chị dài lắm. Chị nói là anh 1229 đó hả? Ừ, 129 á, em nó nói chung là chị coi nhiều, nhưng mà ấn tượng nhiều nhất là cái anh ở bên Na Uy á, anh Thiên gì Na Uy, chị cũng có số mà giờ chị cũng có mang cuốn sổ qua chị để sổ trong phòng này, mà có điều biết thì anh nói là có bạn chưa thì chị có biết, nhưng mà nếu mà để mà gây ấn tượng á, thì đây được mấy chứ một cái anh nào mà nói làm được 40 năm cũng không dở không còn gì đó, nói chung cũng nghèo lắm, tự chị coi mà chị ghi chép cẩn thận mà chị phải chị không để ý đâu, mà có điều đàn bà nói ra thì nó hơi nản chí. Thì hồi chị gửi cho em sao đi ha, chị nói vậy nhiều quá thì em cũng không biết là như thế nào. Thí dụ một anh muốn làm quen với chị là anh ấy hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ như thế nào? Đối với chị thì đối với chị á thì chị cũng mới thẳng đề cập với em rằng em gợi ý bên kia ví dụ như không uống rượu thì không phải là đàn ông, hoặc là không uống thuốc cũng không phải là đàn ông, nhưng mà theo chị nghĩ không đúng lúc đúng chỗ biết điểm dừng, uống rượu cũng thế, ví dụ như đám tiệc này kia hay cái gì hay là thứ bảy chủ nhật mà đi giao lưu với bạn bè thì cũng có thể nhậu, nhưng mà nhậu ít soát kiềm chế.
Con của chị có ủng hộ chị đi thêm bước nữa không chị? Có chứ, con thì chị thì nói chung nó cũng biết tình trạng mẹ nó từ cái hồi mà hồi đó là chị đã đi thân cả năm rồi, mấy đứa con cũng thấy cần tiếp tục nhìn qua để ba nó dạy đó. Nhưng mà chuyện tận làm con đâu em đâu có, chị đâu có cho nói, chị nói thôi con không có nói gì hết. Chuyện này với ba với mẹ con không có. Rồi bản tính nào ở người đàn ông mà chị cảm thấy không thích nhất? Nói chung đối với chị có không thích hay không thích gì thì người nào có thể chị cũng ăn được hết luôn, không sao không. Chị quản mà học mà chị học hết lớp 12 mà, rồi chị học bên trung cấp pháp lý bên ngành tòa án đó, làm tòa án quyền tòa án tỉnh. Nói chung là cách đối nhân xử thế của chị thì ví dụ như những người nào mà cảm thấy nó tâm đầu ý hợp với mình thì có thể là mình có ký ích, còn những người nào ví dụ nó hơi trái tính mình một chút thì mỗi ngày mình cố ý một chút thì theo mình nghĩ anh đó cũng có thể cải thiện được thôi, chứ không có gì là không thể. Mà chị khoái nhất là những gia đình nào có cha mẹ già, thích nhất là khi mình đi làm việc về cái mình chăm sóc, hoặc là cái đó nó cũng là một cái điểm mạnh chứ thế để giữ hạnh phúc cho chồng. Nhiều khi vợ chồng cái lộn mà không có cha mẹ thì nhiều khi dẫn cái lộn hoài đó, hoặc là nhiều khi không có cha mẹ già ở nhà cái anh đó đi làm việc cứ là cà lên kia nhậu nhẹt hay là đi chơi với bạn bè, nói chung là không có trách nhiệm gia đình. Nhiều khi có cha mẹ già đó nhiều khi đâu giữ chân mình đó lại. Chị Thì chị hả? Rồi nếu mà bây giờ yêu lại lần nữa, chị có muốn người yêu có tính lãng mạn không? chị nói ngay chị rất thích lãng mạn, mà là lãng mạn hình thức như thí dụ như là không cũng không cần lãng mạn gì, như thí dụ như ta không sợ về hoặc là gì đó mình chào hỏi nhau câu thân mật rồi ôm không nhẹ cái, hoặc là ừ em ơi bữa nay ăn món gì ở trong cũng biết nấu, hay là ừ em ơi em muốn đưa mình nhập đồ, hay là ừ em đồ nha. Đối với chị như đó là lãng mạn đấy chị, còn tuổi chị đâu có lãng mạn như cái đó thì đúng rồi. Đối với chị thì giờ mình lớn tuổi rồi lãng mạn quá thì nó cũng ngại. Chị ra hiện tại là chị đang ở trong phố hay là chị đang ở dưới quê? Nhà chị ở quê chứ, nhà chị ở Tây Ninh mà nó cũng cách phố mấy cây số em. Ừ, cái này ban tối chứ cái này ban ngày chị quay cho em coi cảnh quê đẹp lắm, tre bị dừa rồi nhà chị nhiều như lắm tre rồi, nay năm nhiều lắm dừa rồi. Dừa thì mới trồng có năm mấy à. Và chị nhà chị có làm vườn đó. Hồi trước khi Có làm chứ, ừ, nhà chị cũng có làm vườn lúc trước, chị làm cao su, cái cao su nó đẹp quá cái chị mới khai thác cây cao su thì chị mới tre măng xanh. Và chị làm lúc mà chị đi rồi ở nhà chị ai làm? Thì mấy đứa nhỏ nó làm được nhiều, làm em điện về mướn ta làm. Chị ở nhà chị được mấy con? Nhà chị được 4 công. Em nghe nói trồng cao su cũng good lắm mà trồng cao su bị rẻ lỗ hả chị? Ơi em ơi em, cái năm đó cái năm 18, 19, 20 củ nó rẻ tính vốn gạo mà bán trả tiền công cho người ta cũng thiếu luôn. Vậy đó. Ừ, muốn nó rẻ quá thì buộc lòng mình phải cư cây su thôi. Có quà bên web về cho em nè, mà nếu như Tết em có về thì chị gửi bưu điện về Tiền Giang cho em, giờ mà gửi qua bên chị đã biết được xác được mỏ. Ok chị, em rất là, nhưng mà chị có khi nào chị nghĩ là chị quay trở ra bên lại bên đó làm không? Chị cũng chưa biết, nếu mà bây giờ thì gia đình mấy anh mấy chị cứ nói thôi nhà thì mấy anh
chị cũng chưa biết tính làm sao mà. Ok chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là sau video này sẽ tìm cho chị một người yêu thương ha. Chị có lời nào chào khán giả không? Rồi, xin chào em. Xin chào cộng đồng mạng. Chúc cộng đồng mạng ngày mới vui vẻ, hạnh phúc. Chị, chiều cao của chị là bao nhiêu? Chị cao 1m55 mà chị tặng 56 kg. Ok chị, ba chị good night chị ha. Bye.